chuyên mục Mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 6.000 tỷ đồng. Đây là số tiền thiệt hại do tham nhũng gây ra tính từ tháng 8 năm 2013 đến hết tháng 7 năm nay. Theo thông tin tổng hợp từ các cơ quan cảnh sát điều tra các cấp, dù số vụ án về tham nhũng có tăng lên nhưng tính ra thiệt hại về tham nhũng đang có chiều hướng giảm. Số thiệt hại bằng tiền khoảng 6.000 tỷ đồng, tức là giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm qua thì đã có 239 vụ án tham nhũng bị khởi tố với gần 560 bị can liên quan, tức là gần như tương đương với kỳ thống kê năm ngoái. Trong khi Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng cũng liên quan đến những biện pháp về tài sản và thu nhập yêu cầu các quốc gia thành viên ở mức độ rất cao, thì tính hiệu quả của các công cụ phòng chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam vẫn bị cho là còn ở tầm thấp, chưa thực sự hiệu quả. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã có được các cái quy định khá là đầy đủ liên quan đến việc là kê khai này, rồi công khai này, rồi xác minh cái việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức, người có chức vụ quyền hạn, và chúng ta đã tổ chức thực hiện khá là đồng bộ và cũng theo đánh giá của tôi là cũng khá là tích cực. Tuy nhiên mà tổng quan lại thì biện pháp này vẫn được coi là một cái biện pháp mà cái hiệu quả nó còn chưa cao, nó còn hình thức. Cũng theo Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng liên quan đến những biện pháp về tài sản và thu nhập, nếu tài sản của người có chức vụ và quyền hạn tăng lên một cách bất bình thường và không giải trình được, thì khả năng sẽ bị truy cứu hình sự. Theo Cục Chống Tham Nhũng, Thanh tra Chính phủ, thì cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang xem xét áp dụng các chế tài này. Tới đây thì sẽ phải đánh giá toàn diện các cái giải pháp này và để phục vụ cho cái việc sửa đổi toàn diện luật phòng chống tham nhũng. Thế thì những cái ý kiến như là có mở rộng cái phạm vi kê khai tài sản hay không, rồi có đặt vấn đề hình sự hóa trong cái trường hợp mà cái tài sản của công chức có cái dấu hiệu bất minh hay không, thì chắc chắn sẽ là những cái vấn đề mà được chúng tôi nghiên cứu đề cập để mà báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét.